Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi: cách người lạ và người quen nhìn nhận về bạn. Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 lá bài tương ứng với 3 tụ, lần lượt như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một lá bài mà mình ấn tượng nhất, cũng như là bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong, chúng ta sẽ tiến hành trải bài cho từng tụ nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụ bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi lần này: cách người lạ và người quen nhìn nhận về bạn. Để xem với những phân khúc người khác nhau thì họ sẽ có những cách nhìn nhận như thế nào. Đầu tiên là người quen. Chỗ mình đang quay trời có vẻ khá nắng đúng không? Người quen nhìn bạn có vẻ thế nào ta? Nó hơi khó nói một tí. Thôi để mình trả người lạ luôn đi. Để xem tôi coi là có sự khác biệt rõ rệt giữa cách nhìn nhận của người quen về bạn và cách nhìn nhận giữa người lạ về bạn. Người lạ, hình như khác biệt luôn nè mọi người ơi. Khác lắm. Wow. Người quen và người lạ có những cách nhìn nhận khác nhau hoàn toàn. Tại vì sao? Đầu tiên bạn nhìn vào trải bài nha. Thứ nhất là về gam màu đó nè. Người quen nhìn bạn, gam màu nó sẽ rơi vào khoảng sáng sáng xanh đúng không? Còn người lạ nhìn bạn nó sẽ rơi vào khoảng ánh tím nhiều hơn. Đầu tiên là về góc nhìn của người quen. Thì khi họ nhìn vào bạn thì họ thấy bạn khá là vui tươi. Phải gọi là như thế nào? Hồn nhiên vui tươi và không nghĩ nhiều đến những cái gánh nặng của cuộc sống này. Đây, có là bài về việc lúc nào cũng nghĩ đến những cái ước vui vẻ, lúc nào cũng thích những cái gì đó nó tốt đẹp. Thành ra khi mà bạn trải nghiệm cuộc đời này, khi mà những người quen họ nhìn vào bạn, họ thấy rằng bạn sống thoải mái lắm. Bạn dường như là không có lo cơm ăn áo mặc, bạn cũng chẳng lo lắng đến những cái vấn đề tài chính vật chất. Đối với bạn là một ngày của bạn như vậy là ổn rồi. Công việc bạn đang làm, bạn vẫn làm. Cuộc sống bạn đang tận hưởng, bạn vẫn tận hưởng. Không có một cái gì biến động rõ rệt, không có một cái gì sóng gió trời trật ở đây. Bạn sống với một cuộc đời với một phong thái nó thư giãn, nó thoải mái, nó không có sóng gió gì cả. Và dường như là bạn cũng chẳng phải vướng bận cái gì luôn. Mọi thứ đối với bạn, cái cuộc đời này đối với bạn nó thoải mái lắm, nó bình yên lắm. Cho nên bạn cũng chẳng phải lo lắng rằng tôi phải làm như thế nào, tôi phải có những định hướng ra sao. Thay vì ở bên ngoài xã hội đang lao vào sự khốn khó, cơm ăn áo mặc thì bạn đang sống một cuộc đời vô cùng thoải mái. Và những người quen bạn, những người thân của bạn, những người họ hàng của bạn họ nhìn vào, họ thấy bạn sung sướng lắm, dường như là bạn sung sướng từ nhỏ. Chẳng lo lắng gì nhiều về những cái vấn đề tương lai, chẳng lo lắng gì nhiều về những cái vấn đề tài chính vật chất. Và ở bạn có một sự trưởng thành nhất định. Nếu mà nói vui tươi quá thì cũng không hẳn, mà ở bạn có một cái gì đó nó mang tính chất nhẹ nhàng. Đối với bạn thì cho dù cuộc đời này khốn khó bao nhiêu, bạn vẫn có thể giải quyết được. Bạn vẫn dư sức tìm được cách giải quyết. Và cách giải quyết của bạn nó sẽ dựa trên một vài tuân thủ riêng, chẳng hạn như là dựa trên đạo đức của bạn, dựa trên cách mà bạn đánh giá về một vấn đề nào đó, đúng không? Ví dụ khi mà bạn đang làm việc, bạn cảm giác công việc này không phù hợp với bạn, bạn sẽ lựa chọn rời đi ngay. Bạn không có mảy may đắn đo rằng là bởi vì công việc đó cho tôi một nguồn thu nhập tốt cho nên tôi buộc phải làm nó để duy trì cuộc sống của tôi. Hay là bởi vì công việc đó giúp cho tôi có một định hướng phát triển trong tương lai cho nên tôi chấp nhận bỏ qua những cái đam mê của mình để đi theo công việc này. Không, bạn không phải là người như vậy. Trong suy nghĩ của người quen, bạn là người dám nghĩ, dám làm, dám thực hiện ước mơ của mình, dám từ bỏ một công việc với mức lương rất cao để đi theo đam mê của mình. Và bạn là người ưu tiên những giá trị tốt đẹp về gia đình, về cuộc sống. Đây, về những cái gì đó nó vui tươi, về những ký ức tuyệt vời. Bạn không bao giờ để những cái ký ức buồn, phiền, não quấy nhiễu tâm trí của bạn khá lâu đâu.
Tại vì sao? Tại vì bạn biết rằng à, nếu như bạn vẫn giữ mãi những cái tâm trí đó, nó sẽ khiến cho bạn bị kiệt quệ về tinh thần và nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe vật chất của bạn. Vì thế, bạn lựa chọn giữ lại cho bản thân mình những ký ức đẹp, những cái gì đó nó tích cực, còn những cái tiêu cực thì sao? Bạn đào thải đi. Cho nên mọi người nhìn vào bạn ấy, bạn sống cuộc đời này tận hưởng lắm, không có lo lắng gì cả, không có bất an, không có trầy trật gì cả. Giá trị tinh thần của bạn ở thời điểm hiện tại nó giống như màu xanh lá vậy, thiên về sự chữa lành, nhẹ nhàng, mềm mại, pha ánh trắng ở đây, sự thuần khiết, vui tươi, không vướng bận gì nhiều. Đó là những gì mà người quen họ nhìn nhận về bạn, đúng không? Vậy thì người lạ họ nhìn nhận về bạn như thế nào? Khác hoàn toàn so với người quen luôn. Người lạ họ nhìn vào bạn thì họ thấy rằng ồ, bạn gánh vác rất là nhiều trọng trách, rất là nhiều áp lực. Những áp lực họ có thể nhìn thấy thông qua đôi mắt của bạn. Những áp lực họ không thể nhìn thấy, những cái thầm lặng. Nhưng mà họ biết rằng để bạn có được một sự nhẹ nhàng bên trong tâm hồn thì bạn phải đánh đổi những thứ vật chất. Ví dụ, nếu như bạn muốn có một sự an yên thì bạn phải cố gắng làm việc thật là nhiều để có sự ổn định về tài chính. Hoặc là nếu như bạn muốn có một mối quan hệ, một cộng đồng quan hệ nó lành mạnh thì bạn buộc phải đấu tranh để bảo vệ nó, hay là đấu tranh để loại bỏ những cái không phù hợp với bạn. Áp lực nhiều lắm. Bạn luôn trong vai trò là một người quan sát thế cục. Khi mà người lạ nhìn vào bạn, họ thấy bạn có một sự bí ẩn, trầm tính, giấu bí mật. Tại vì sao? Tại vì thông qua cách nói chuyện của bạn nè, thông qua phong thái của bạn, thông qua dáng đi, dáng ngồi của bạn, và đặc biệt là đôi mắt của bạn, bạn giống như là chúa tể rừng sâu vậy. Bạn nhìn đi, báo đốm cũng có, hổ cũng có, sư tử cũng có. Tại vì sao? Tại vì đối với bạn á, thì bạn thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Bạn rất ghét những cái gì đó chuyển động một cách bất chợt, không kiểm soát. Thành ra khi mà mọi người đang giải quyết một thứ gì đó, đúng không? Bạn sẽ dành thời gian để nghiên cứu, để quan sát vì sao nó lại xuất hiện, nguồn gốc gốc rễ vấn đề nằm ở đâu. Bạn sẽ giải quyết từ gốc luôn. Và đó là cách mà bạn làm việc từ trước đến nay. Mà cũng bởi vì như vậy, thành ra khi mà mọi người nhìn vào bạn ấy thì họ thấy rằng ồ, bạn là người đáng để họ giao lưu, đáng để họ kết thân. Họ cảm nhận bạn là một phần của họ. Họ cảm nhận như họ tìm được đồng loại và bạn chính là đồng loại của họ. Bạn là người dễ giao thiệp, nhưng nó chỉ phù hợp với những người mà bạn cho là phù hợp với mình. Chẳng hạn, khi bạn đến một cái cuộc hội thoại nào đó, đúng không? Khi bạn đến một cái buổi tiệc nào đó, bạn thường sẽ giữ xu hướng như thế này: bất động, im lặng quan sát, không vội vàng tiến vào trong cuộc chơi, không vội vàng thể hiện mình là con người cởi mở. Nhưng một khi bạn đã gặp được những đối tượng bạn cho là cùng tần số, ta nói bạn vui như trẩy hội luôn. Bạn xem nè, nè, hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, đúng không? Một bên thì im lặng quan sát, một bên thì vui vẻ hồi hở này. Nhưng lại là nhưng tại sao lại có sự thay đổi như thế này? Một phần là do tính cách của bạn, một phần là do bạn cảm giác không nên quá vội vàng trước bất kỳ một tình huống nào đó nó mang tính chất mới lạ, không quen thuộc. Giống như là một con báo săn mồi vậy, nó sẽ im lặng quan sát để xem à, con mồi nó di chuyển như thế nào, con mồi nó đang làm cái gì. Và khi nó thấy thích hợp, nó mới nhào ra cắn con mồi. Bạn cũng y hệt con báo thú săn mồi thực thụ. Và ngay cả lá bài tinh thần của tụ bài số 1 thì cũng nói cái gì nào? À, bạn cần giải phóng điều gì? Thứ nhất, đó là sự kỹ càng thái quá của bạn. Tại sao mình lại nói như vậy, đúng không? Ủa, mình bảo mình kỹ càng là một điều tốt mà tại sao lại không tốt? Kỹ càng đúng là một điều tốt, nhưng kỹ càng thái quá thì nó sẽ không tốt. Tại vì bạn hay có xu hướng quá lo nghĩ. Đây, mười gậy này, quá lo nghĩ. Bạn hay ôm đồm mọi thứ về mình, bạn muốn kiểm soát mọi thứ. Nhưng trên đời này không có cái gì hoàn hảo cả. Cho dù bạn cố gắng kiểm soát thì nó vẫn có những cái sự kiện bất ngờ diễn ra và bạn không thể nào lường trước được. Thành ra, thay vì cố gắng đưa bàn tay bạn vào để chạm vào tất cả những thứ mà bạn muốn kiểm soát, thì chúng ta hãy chạm vào những thứ mà bạn muốn làm. Còn những điều mà nó chưa cần thiết hoặc là nó chưa đến lúc cần phải đến cái cơ hội đó, thì bạn hãy để nó qua một bên. Đừng cố gắng làm mọi thứ nhanh hơn. Ví dụ, công việc đó trong khoảng 2 tháng nữa nó sẽ hoàn thành, nhưng bạn muốn đốc thúc mọi thứ nhanh hơn,
bạn chỉ muốn hoàn thành trong 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi. Nó sẽ không phù hợp. Đặc biệt, nó sẽ khiến cho năng lượng của bạn mệt mỏi và bạn phải tăng rất là nhiều áp lực, gánh nặng, cũng như cuộc chơi về thời gian. Tính ra ấy, người quen với người lạ nhìn nhận bạn nó khác nhau quá à. Nếu như người quen nhìn nhận bạn, bạn là một người vô âu vô lo, bạn là một người lúc nào cũng kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, bạn là người lúc nào cũng tận hưởng cuộc đời này với một cái vẻ mặt yên bình, sâu sắc, thì người lạ họ nhìn bạn, họ lại thấy bạn, bạn gánh vác trên vai rất là nhiều áp lực, bạn là người bí ẩn, bạn là người thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, bạn là người chỉ có thể giao tiếp với những người cùng tần số với bạn, bạn không bao giờ giao tiếp một cách bừa bãi. Thôi để mình trả bài thêm cho bạn đi. Tại vì sao nào? Tại vì với trả bài của tụi bài số 1, mình cảm giác như là tụi bài số 1 đang che giấu một cái gì đó. Kiểu như những cái gì mình đang nhìn trong trải bài, nó chỉ là một bề nổi của các bạn thôi, nó chưa phải là tất cả. Vì vậy mình muốn biết tất cả là cái gì. Đúng rồi. Tụi bài số 1, thời điểm bây giờ, tính đến thời điểm bây giờ luôn nha, ở thời điểm hiện tại nè, bạn đã kết nối sâu sắc với tiếng nói bên trong của mình. Giống như là bạn là một bình, một lọ nước hoa. Cơ thể của bạn là cái bình rỗng. Cảm xúc của bạn là nước. Và suy nghĩ của bạn là những hương thơm tinh chất đang không ngừng dao động trong nước đó. Một khi mà bạn đang có suy nghĩ tốt thì cảm xúc của bạn cũng sẽ tốt theo. Và một khi suy nghĩ của bạn không tốt thì cảm xúc của bạn cũng sẽ không tốt. Vì thế bạn hiểu rõ điều này, bạn đang trong quá trình đi vào bên trong nhiều hơn để tìm hiểu rõ ràng thứ coi là những cái yếu tố nào khiến cho tôi có những sự dao động trong cảm xúc. Tại sao tôi lại có những cái trạng thái cảm xúc khác nhau khi đối diện với từng đối tượng khác nhau? Làm thế nào để tôi có thể kiểm soát được bản thân mình? Làm thế nào để tôi có thể duy trì một trạng thái bảo hòa? Bạn luôn luôn đặt những cái câu hỏi như vậy. Để như thế nào? Một phần là để kiểm soát bản thân mình, một phần là để khám phá ra những cái bí mật, những cái điều mà bạn chưa biết về chính con người của bạn. Thời điểm bây giờ là thời điểm bạn đang kết nối rất là sâu sắc với tiếng nói bên trong của mình, và cũng đã hiểu rằng rốt cuộc bạn đang cần cái gì. Cho nên mới có lá bài này, bạn cần giải phóng cái gì. Thành ra ấy, ở tụ bài số 1, ở thời điểm bây giờ thì các bạn đã kết nối được rồi. Và các bạn cũng biết rõ rằng các bạn muốn cái gì, các bạn cần cái gì. Và tụ bài số 1 ở thời điểm bây giờ là tụ bài có sự trưởng thành nhất định rồi. Các bạn đủ sức mạnh để có thể gánh vác gia đình của các bạn, để có thể ở một cái vị trí quan trọng. Đó là gì? Trụ cột. Bạn hợp với vị trí trụ cột gia đình, là người chăm lo cho gia đình, là người quán xuyến những vấn đề lớn của gia đình, là người bố, chứ không phải là một người mẹ đâu. Cho dù bạn là nam hay nữ thì cái năng lượng của bạn là năng lượng của một người bố, một người có thể gánh vác những trọng trách vô cùng lớn lao, nằm ở ngoài xã hội chứ không hẳn là nằm trong gia đình nữa rồi. Với sức mạnh của bạn, bạn có thể làm được bất kỳ điều gì mà bạn muốn. Tuy nhiên, hành trình của bạn ở thời điểm hiện tại đang có một cái điều gì đó bị mắc kẹt. Có lẽ là các bạn vẫn còn có những việc dang dở đang phải làm, cho nên hành trình này chưa kết thúc. Hoặc là các bạn vừa mới bước vào hành trình này thôi, cho nên hành trình này đối với bạn nó vẫn còn là một cuộc chiến. Nó chưa có một cái kết luận rõ ràng nào cả. Nó chưa có một cái thành tích hay là một cái kết quả gì để cho bạn chắc chắn rằng hành trình của tôi đã xong. Đối với một vài người ở tụ bài số 1 thì các bạn đang gặp một chút khó khăn về hành trình của bạn. Và hành trình này là hành trình gì? Không phải là hành trình về công việc, cũng không phải là hành trình về những định hướng tương lai, mà là hành trình để trở thành hai lá bài này, để hiểu rõ hơn về bản thân mình, để liên kết sâu sắc hơn với chính linh hồn của mình, và trở thành một người có thể đảm nhiệm những trọng trách lớn lao trong gia đình. Phiên bản của bạn hướng đến trong tương lai là hai phiên bản này. Và hành trình này không phải là hành trình dễ. Đó. Đừng cố gắng nhiều quá nha. Tụ bài số 1, các bạn đừng cố gắng cưỡng ép. Hãy để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Bởi vì sao? Nó phù hợp nhất với bạn. Nó sẽ giúp cho bạn, và nó còn củng cố thêm tinh thần cho bạn, niềm tin cho bạn, sự tự tin và sức mạnh cho bạn.
Bạn nhìn những lá bài này, vô cùng tươi sáng. Vàng, xanh dương, xanh lá, sự thịnh vượng, sự vững chắc, sự tự do. Màu sắc rất đẹp, giống như tình hình bây giờ này. Bạn nhìn không, cái trải bài của mình trời vô cùng nắng. Mình không biết lý do tại sao ngày hôm nay trời lại nắng như vậy. Tại vì thường ngày khi mà mình trải bài thì ánh nắng đã hết rồi. Đằng này mình nói chuyện nãy giờ là khoảng tầm 15-16 phút mà trời vẫn nắng chang chang. Và mình phải lấy cuốn vở để mình che cái mặt của mình lại. Tại vì nó nắng quá mọi người. Trời, thế để mình trải cho bạn một cái trải bài như thế này nha. Tình hình công việc tài chính của bạn trong tương lai sẽ như thế nào? Trong thời gian tới, mình sẽ lấy mốc thời gian là 3 tháng. Trong 3 tháng, tình hình công việc tài chính của bạn trong 3 tháng sẽ như thế nào? Tình hình công việc tài chính trong 3 tháng. Ủa? Sao mà... Chờ mình một chút nha, để mình kiểm tra bài lại coi. Hết rồi. Sao lại nè? Tình hình công việc tài chính trong 3 tháng. Từ bây giờ đến hết 3 tháng. Wow. Wow. Tốt. Rất tốt. Cực kỳ tốt. Nhưng có một cái không ổn đó là gì? Cân bằng trạng thái cảm xúc dùng mình. Tâm trạng này. Ổn định tâm trạng dùng mình. Tại vì sao? Tại vì đối với các bạn, những người đang lựa chọn tụ bài số 1, tình hình công việc tài chính của các bạn vô cùng khả quan. Các bạn sẽ có được nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Nhớ, bạn làm việc được bao nhiêu thì bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng bấy nhiêu. Không bao giờ có dư, không bao giờ có thiếu so với năng lực mà bạn bỏ ra. Đừng có nghĩ rằng tại sao tôi đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà tôi không nhận được những thành quả xứng đáng, đó là chưa đến lúc thôi. Đây, trong thời gian 3 tháng tới, tình hình công việc của bạn vô cùng tốt và bạn sẽ nhận được những phần thưởng, những cái khoản tiền nó đúng với năng lực của bạn, nó đúng với sự chăm chỉ mà bạn đã đưa ra. Và nếu như bạn muốn tài chính của mình càng ngày càng vững chắc hơn thì bạn hãy càng ngày càng cố gắng chăm chỉ hơn. Thứ hai, công việc của bạn không thể nào để cho người khác đồng cảm được. Tại vì sao nào? Tại vì bạn không thể ép người khác đặt họ vào trong hoàn cảnh của bạn để hiểu tại sao bạn lại gặp sự khó khăn trong công việc. Và bạn cũng không thể nào ép người ta hiểu rằng bạn đang muốn có những cái định hướng gì, đúng không? Hành trình của bạn không phải là hành trình của tập thể mà là hành trình của chính một mình bạn. Thành ra chỉ có bạn trải nghiệm mọi thứ thôi. Và bạn cũng là người ở thời điểm hiện tại đã có những cái nỗi lo, nỗi bất an về vấn đề công việc tài chính định hướng sắp tới rồi. Đây. Và cái nỗi lo lắng, bất ổn về tâm trạng, mất cân bằng tâm trạng cảm xúc nó sẽ kéo dài trong 3 tháng. Tuy nhiên, mọi thứ rồi sẽ đến hồi kết. Đây. Tất cả rồi sẽ đến hồi kết. Những nỗi lo của bạn cũng sẽ đến hồi kết. Làm việc đơn độc của bạn cũng sẽ đến hồi kết. Bởi vì bạn đã học được cách cân bằng. Bạn đã học được cách cân bằng cuộc sống, bạn đã học được cách cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa giá trị tinh thần và giá trị vật chất. Bạn đã cân bằng được. Thay vì bạn chăm chỉ quá nhiều cho công việc để rồi bạn mất cân bằng trong việc dành thời gian cho bản thân mình. Hay là bạn quá nghĩ đến việc tại sao người ta không hiểu tôi mà bạn đánh mất đi chính bản thân mình đó. Mỗi người ở trong tụ bài số 1 sẽ có những cái trạng thái khác nhau. Nhưng chung quy lại, các bạn trong 3 tháng tới các bạn sẽ bị lệch quỹ đạo. Có nghĩa là sao? Nếu các bạn tập trung quá nhiều cho công việc thì các bạn sẽ quên mất giá trị tinh thần của bạn. Bạn tập trung quá nhiều vào vật chất thì các bạn sẽ quên tinh thần. Bạn tập trung quá nhiều vào tinh thần, các bạn sẽ quên đi vật chất. Một trong hai. Điều này sẽ kết thúc trong 3 tháng. Sau 3 tháng bạn sẽ học được cách cân bằng. Hoặc là gần hết 3 tháng bạn sẽ học được cách cân bằng. Cân bằng và duy trì giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Đây là một điều tốt. Đó, tốt mà. Tại vì sao? Tại vì bạn là người chủ động làm điều này. Trưởng thành quá ta. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc trải bài của bạn tại đây đi. Mong rằng trải bài này của mình sẽ làm cho bạn vui. Và nhớ rằng tình hình công việc của bạn sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến trạng thái cảm xúc của bạn đấy. Vì thế, nhớ giữ vững tinh thần của bạn ở từ giây phút bây giờ nha, trong 3 tháng tới. Hẹn gặp lại bạn ở những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ,
Xin à từ 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 khoan khoan khoan, là câu hỏi đi mọi người. Xích nữa mình quên cái này rồi. Bây giờ bạn hãy đặt cho mình một câu hỏi, mình sẽ lật cho bạn câu trả lời. 5 giây bắt đầu nha. Rồi 5 giây. Bây giờ mình lật câu trả lời nè. Tuyệt đối không. Ủa đặt cái câu gì mà tuyệt đối không vậy trời. Sợ giấy. Tuyệt đối không luôn hả? Và trong vài tuần tới. Wow. Cái gì vậy ta? Tuyệt đối không. Trong vài tuần tới. Và chỉ phí thời gian. Ủa? Ủa? Ủa bạn đặt câu hỏi gì vậy? Trời ơi trời ơi trời ơi. Giờ sợ nhang sợ nhang. Tụi bài số 1 là mình sợ đấy. Tại vì thấy kiểu ủa, rốt cuộc các bạn đã đặt ra câu hỏi gì ta để nó ra cái câu trả lời như vậy. Thôi câu hỏi thứ hai đi. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi phụ liên quan đến câu hỏi số 1. Rồi, mình lật nha. Chuyện gì đến sẽ đến. Mình tò mò biết câu hỏi của các bạn đặt ra là câu hỏi gì nữa nè. Thôi, chắc là mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xoắn Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụ bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trả bài cho câu hỏi lần này. Cảm nhận cách người lạ và người quen nhìn nhận về bạn. Thế rồi, trời ơi, ngày hôm nay mình lựa chúng một cái chỗ ngồi vô cùng nắng luôn đó mọi người. Nắng cháy da luôn nha. Mình cũng không hiểu tại sao đến bây giờ trời vẫn không thể nào ngừng nắng được. Tại vì thông thường á, thì trời sẽ ngừng nắng. Nhưng mà nắng quá. Ngó bộ người quen đánh giá cao về bạn lắm đấy. Người thân của bạn bè của bạn, những người mà bạn thân quen, họ hàng nữa, đánh giá bạn khá cao nha. Nói bạn là người có công việc và tài chính ổn định. Bạn là người thường xuyên giúp đỡ người khác mà không mong cầu lợi ích từ họ. Bạn là người lạc quan vui vẻ yêu đời. Ô tính ra tốt nhá. Tốt đúng không mọi người, nhìn nè. Ba lá bài hiện tại là những lá bài vô cùng tốt, màu sắc tươi sáng, vừa thịnh vượng, vừa nhẹ nhàng, vừa chữa lành yên vui. Đúng như cái tinh thần của tụ bài. Đây. Trời ơi là rồi. Yên tâm. Nhờ sự thịnh vượng sẽ đến với bạn. Ngay tinh thần của tụi bài số 2 cũng đã nói như vậy rồi. Ồ, sự thịnh vượng sẽ đến bên bạn. Thì làm sao mà người quen họ không nhìn nhận bạn là người như thế này được. Về tính cách của bạn, bạn là người hào sảng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong cầu sự trao đổi có qua có lại của họ. Bạn là người giúp đỡ người khác không cần lý do. Nhiều lúc người ta hỏi bạn, ủa tại sao bạn lại giúp tôi, thì bạn chỉ cần kêu, ủa giúp là giúp thôi chứ cần gì lý do đó. Chính vì cái sự thoải mái của bạn mà khiến cho mọi người vô cùng yêu mến bạn. Và khi họ cần có một sự trợ giúp nào đó thì họ sẽ tìm bạn đầu tiên. Tại vì bạn là người cần, mà bạn cũng là người mà cho họ những cái mà họ muốn. Về tinh thần của bạn, lạc quan vui vẻ. Bạn mang một nguồn năng lượng của sự tự do, của sự phóng khoáng, không vướng bận một điều gì cả. Bạn là người có một công việc ổn định, có một nguồn tài chính ổn định và vững chắc. Phong thái của bạn toát ra là phong thái của một người tự tin, bởi vì tôi có một cái chỗ dựa nào đó. Chẳng hạn, cách bạn tiêu tiền nó phóng khoáng, chứng tỏ bạn là người không bị ảnh hưởng bởi tiền và tiền không phải là vấn đề bạn lo lắng. Đó, khi mà mọi người nhìn vào bạn, họ nhìn cái cách mà bạn ứng dụng với những đồng tiền mà bạn đang có để họ mặc định rằng bạn là con người như thế nào. Nếu như bạn không có quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc thì người ta lại nghĩ rằng chắc là bạn dư dả về tiền lắm cho nên bạn không có quan tâm về vấn đề tiền bạc. Hay là nếu như bạn giúp đỡ người khác mà bạn không có mưu cờ, không có mong cầu, không có mong cầu về lợi ích mà họ sẽ cho bạn là cái gì, thì người ta sẽ nghĩ rằng ô bạn là người thoải mái, không tư lợi, là một người có tấm lòng bao la rộng lớn, bát ngát như đại dương, đẹp. Không còn điều gì để nói với bạn. Đẹp và tuyệt vời. Đó là tất cả những gì mình có thể nói được rồi. Tại vì sao? Tại vì tụ bài này là tụ bài đem đến cho mình một một sự nhẹ nhàng và thoải mái. Đẹp lắm mọi người. Đẹp quá à. Các bạn là vừa đẹp người vừa đẹp nết nha.
Bên ngoài phong thái của các bạn, cái ngoại hình của các bạn là ngoại hình của một người trưởng thành. Những người đang lựa chọn tụ bài số 2, các bạn không lớn tuổi lắm đâu. Các bạn sẽ rơi vào độ tuổi khoảng tầm thanh niên, trung niên, cỡ đó, rơi vào khoảng tầm hai mươi mấy đến bốn mươi mấy, hơn gần 50, cỡ vậy thôi chứ không có tới lão niên đâu. Tại vì lão niên thì nó phải tầm 60 hơn mà đúng không? Tụ bài số 2, linh hồn các bạn là linh hồn của những người trưởng thành, và độ tuổi các bạn về pháp lý thì cũng cỡ chừng đó, từ hai mươi mấy đến độ khoảng 50. Nó có sự sức khỏe ở đây, nó có sức khỏe, nó có lòng nhiệt huyết, nó có cái gì đó, nó khó nói quá. Đúng thiệt là mình không biết dùng cái từ gì để có thể nói, tại vì các bạn quá đẹp, các bạn đẹp lắm. Đẹp người mà đẹp cả nết, cho nên rồi bây giờ mình nhìn ngắm ba cái lá bài này mà mình không muốn rút những cái lá bài khác luôn đấy, mà phải rút chứ. Tự động rớt bài. Bây giờ là cách mà người lạ nhìn vào bạn này. Tụ bài số 2 là ngược hoàn toàn với tụ bài số 1 nha. Nếu như tụ bài số 1 ấy, người quen và người lạ nhìn vào có sự khác nhau, thì tụ 2 không biết là người quen và người lạ nhìn vào có sự khác nhau hay giống nhau. Cũng tương tự nhỉ, không quá khác biệt, nhưng mà chính vì việc cũng tương tự cho nên nó mới có một chút khó khăn đối với bạn đây. Ở tụ bài số 2, khi mà người lạ họ nhìn nhận về bạn thì họ thấy rằng bạn là một người non choẹt. Nghe có vẻ buồn cười, kiểu như là chưa trưởng thành ấy nè, có sự ngây thơ khờ dại ở đây, kiểu như là khờ. Đúng rồi, phải dùng từ khờ thôi, khờ chứ không phải ngu nha mọi người. Khờ là thật thà, mà bản tính của bạn thật thà thiệt, mà bạn muốn giúp người thì bạn giúp thôi, bạn vui vẻ thì bạn cười, bạn buồn buồn thì bạn trầm mặc, bạn như thế nào thì bạn sẽ thể hiện con người của bạn như vậy, cho nên người ta nghĩ bạn là con người đơn giản, khờ khạo, hiền lành, ngây thơ. Và bạn là người khá thiên vị, có nghĩa là sao? Các bạn hiểu rõ rằng à, cuộc đời này bất công với các bạn. Các bạn cũng nhận thức được rằng xã hội này sẽ phân hóa thành nhiều tầng lớp khác nhau, và chính trong xã hội này nó cũng đã có sự bất công rồi. Thành ra bạn cũng chẳng cần phải đòi hỏi rằng là tại sao xã hội này không công bằng với mọi người, hay là tại sao xã hội này không công bằng với tôi, tại sao cuộc sống này không công bằng với tôi, mà bạn sẽ tự tìm công lý cho chính mình. Bạn sẽ tự lựa chọn cách mà bạn sống, bạn sẽ tự lựa chọn cách mà bạn tồn tại trên đời này. Bạn sẽ dành tình yêu thương tuyệt đối đến những người mà bạn yêu mến, đến gia đình của bạn, đến người thân của bạn. Bạn sẽ dành sự lạnh lùng, quyết liệt, tuyệt tình với những kẻ mà bạn không thích, những người ghét bạn, những người chống đối bạn. Bạn sẽ mềm mỏng lúc bạn muốn, bạn sẽ mạnh mẽ dứt khoát lúc bạn cần. Và quan trọng là gì? Phần lớn đều ảnh hưởng bởi cảm xúc của bạn. Những hành động của bạn phần lớn mang tính chất thiên về cảm tính. Bạn không dành quá nhiều thời gian để phân tích tại sao tôi lại phải làm hành động như vậy. Tại vì tất cả những hành động của bạn đều đến từ con tim. Con tim mách bảo bạn như thế nào thì bạn làm như vậy thôi. Tiềm thức bảo bạn làm như thế nào thì bạn làm như vậy thôi. Chẳng hạn, bạn muốn giúp đỡ người ta thì bạn làm thôi. Bạn không thích tiếp xúc với người ta thì bạn tránh thôi. Hỏi lý do tại sao, bạn nói bạn không biết nữa. Nói chung là cảm giác của bạn cho bạn một cái dấu hiệu như vậy thì bạn sẽ làm như vậy. Bạn không dành thời gian để phân tích nó. Bạn làm mọi thứ nó thiên về cảm tính, nhưng cái cảm tính đó là cảm tính đúng và phù hợp với bạn, chứ không phải là một cái gì đó nó sai trái, hay là một cái gì đó nó mang tính chất mê tín hay là quá cực đoan đâu. Không, bạn không phải là người cực đoan. Tại vì sao? Tại vì bạn biết mà, bạn biết cách duy trì những cái gì đó nó tốt đối với bạn, những mối quan hệ gia đình, những mối quan hệ cộng đồng phù hợp. Bạn chỉ loại trừ những mối quan hệ không phù hợp với bạn mà thôi. Những cái gì đó, những cái kiểu người như thế nào đó mà khiến cho bạn có ác cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên thì bạn sẽ tránh né họ. Còn những người khác thì bạn cảm giác bình thường, thoải mái. Vì thế mà khi người lạ họ nhìn nhận vào bạn, họ sẽ cảm giác như là bạn cảm tính quá, bạn làm việc nó mang tính chất cá nhân nhiều quá. Nhiều lúc ấy, những cái hành động của bạn nó mang tính chất bộc phát nhất thời và bản năng, làm việc theo bản năng, không có suy nghĩ nhiều. Cho nên những người lạ họ sẽ không có dám kết nối với bạn để cùng nhau hợp tác làm một cái chuyến kinh doanh nào đó, làm một cái phi vụ kinh doanh nào đó. Tại vì họ sợ cái bản tính như thế này của bạn, họ sợ cái sự cảm tính này sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhưng những người quen thì họ lại rất thích hợp tác với bạn. Tại vì sao? Tại vì họ biết bạn là con người như thế nào, họ đã quen với bạn, họ đã quen với tính cách của bạn rồi.
Cho nên họ biết rằng à, bạn không phải là người hoàn toàn thiên về cảm tính, mà bạn là người làm việc theo con tim, bạn là người đơn thuần. Mà chính vì sự đơn thuần của bạn khiến cho họ thích bạn. Bởi vì sao? Những người đơn thuần họ sẽ không có dùng lợi ích, họ sẽ không dùng tư duy của họ để họ vạch ra những cái kế hoạch xấu xa nhằm trục lợi cho bản thân. Mình thích tính cách này của bạn, đơn thuần. Thích thì thích, không thích thì nói không thích, không cần lý do, cũng chẳng cần vu lợi. Tuyệt vời nhé. Yên tâm, sự thịnh vượng sẽ đến bên bạn mà thôi. Cho dù bạn đang có định hướng như thế nào, cho dù bạn đang muốn trở thành con người ra sao. Tại vì sao? Tại vì bạn xứng đáng nhận những cái điều này. Tình hình tài chính của bạn ở thời điểm hiện tại nó có vẻ không mấy lạc quan lắm. Kiểu như là nó có một chút túng thiếu ở đây, nó chỉ đủ ăn đủ mặc, đủ chi trả cho những cái khoản nhu cầu thiết yếu của bạn mà thôi. Còn nhiều hơn thì nó hơi khó. Chẳng hạn như là những cái khoản tiền cho đam mê, những cái khoản tiền để mua sắm những cái món đồ thì nó vẫn chưa đủ. Tài chính của bạn ở thời điểm bây giờ nó có vẻ hơi eo hẹp đấy. Và các bạn cũng vừa mới thôi nha, vừa mới trải qua một cái điều gì đó đối với bạn là nó hơi khốn khó. Chẳng hạn như là một mối quan hệ không phù hợp, chẳng hạn như là một công việc không phù hợp, hay là một tình huống nào đó khiến cho bạn bị hụt hẫng, buồn bã. Bạn vừa trải qua một cái điều gì đó nó hơi tệ đối với bạn, nhưng mà bạn trải qua vẫn thấy ổn mà, đúng không? Và trong thời gian tới bạn sẽ gặt hái được những thành công của mình, những thành tựu. Ví dụ những ai đang có công việc trong thời gian tới chuẩn bị nhận tiền lương, đúng không? Hay là các bạn đang tham gia một cái dự án gì đó thì trong thời gian tới cái dự án đó sẽ có kết quả, và cái kết quả đó khiến cho bạn vô cùng hài lòng. Nói chung là bạn sắp nhận được thành tựu rồi. Ừ, vậy đó nè, thành tựu nè, để mình chỉnh cái camera cho sáng màu lên. Rồi, những cái thành tựu, bạn sắp nhận được những thành tựu như vậy rồi. Và những thành tựu này nó là điều xứng đáng dành cho bạn sau những cái gì bạn đã trải qua, sau những khốn khó, sau những tổn thương, sau những trầy trật bạn đã trải qua. Bạn học được cách cân bằng cuộc sống này, bạn học được cách duy trì sự ổn định, và quan trọng là gì? Bạn yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bạn đã ưu tiên bản thân mình nhiều hơn. Cho nên cái việc mà người ta nói rằng bạn sống cảm tính, nó là quyền của người ta. Còn đối với bạn, đó là con người của bạn. Nó giúp cho bạn cân bằng được giữa vật chất và tinh thần, giữa cuộc sống và công việc. Nó giúp cho bạn duy trì được trạng thái năng lượng của cơ thể mình. Nó giúp cho bạn có sự tỉnh táo trong việc giải quyết vấn đề. Nó giúp cho bạn có được sự thuần khiết trong tâm hồn. Bạn nghĩ sao là bạn đúng là được. Không cần lý do là tại sao người ta lại nghĩ tôi là như vậy, tại sao người ta nói tôi là người cảm tính, tại sao người ta nói tôi là người thế này thế nọ. Không quan tâm. Quan trọng là gì? Quan trọng là bạn sống đúng với con người của bạn là được. Và mình thích con người này của bạn. Mình nói thật, mình ít khi nói công khai lắm nha mọi người. Mình cực kỳ thích con người của bạn. Những người tụi bạn số 2. Đơn thuần. Bạn giống như đám mây trên bầu trời vậy. Nó màu trắng thì là trời nắng, nó màu đen thì là trời mưa, nó màu cam thì là hoàng hôn, nó màu hồng thì là bình minh. Đó. Tại sao mình lại có thể liệt kê màu sắc như vậy được? Bởi vì mình thường xuyên ngắm mây. Mình rất thích ngắm những đám mây trên bầu trời và những màu sắc trên bầu trời. Vì thế điện thoại của mình toàn là ảnh bầu trời thôi, ảnh chụp bầu trời kèm theo những đám mây nè, sự thay đổi về thời tiết nè. Có đợt mình chụp ảnh bão con voi. Đúng rồi, hồi đó Việt Nam mình hình như là năm 2010 18, 19 gì đó mình quên mất. Có bão con voi, đúng rồi, bão con voi đổ bộ vào Việt Nam. Thì lúc đó cả bầu trời biến thành màu đỏ. Màu đỏ bầm. Nó gần như là màu đỏ tím vậy đó. Mình chụp được bức ảnh đó và ngay ngày mai bão đã vào. Phá tan hoang cái làng của mình hết, cây cối ngã hết. Đúng là cảnh đẹp chóng tàn. Để mình trả cho bạn những gì bạn xứng đáng nhận được trong thời gian tới. Những gì bạn xứng đáng nhận được trong thời gian tới. Ủa, lại gặp lại nữa rồi nè. Sự cân bằng. Có nha mọi người, tuyệt vời lắm. Tụ bài số 2, các bạn sẽ nhận được cơ hội về phát triển. Có nghĩa là sao? Wow, tiếng chim hót rất là to luôn nha mọi người. Chim gì ta? Ở sau lưng mình.
Đây, các bạn sẽ nhận được niềm vui về cơ hội phát triển công việc, tiền tài, vật chất. Niềm vui này là niềm vui về bất cứ lĩnh vực nào, chẳng hạn như là may mắn, bạn sẽ trúng số, bạn sẽ nhận được tiền, bạn sẽ được người khác tặng quà. Hay là bạn sẽ có cơ hội để phát triển công việc, bạn sẽ được ứng cử, ứng tuyển vào một cái vị trí công việc nào đó mà bạn muốn. Hay là tình hình công việc của bạn sẽ có sự thành công vang dội. Nói chung là cơ hội về tiền bạc vật chất. Nói như vậy đi. Và đồng thời bạn sẽ cực kỳ vui vẻ. Trong thời gian tới bạn sẽ nhận được một niềm vui. Không phải một mà là rất nhiều niềm vui. Hân hoan ở đây. Bạn sẽ là người chủ trì cái cuộc chơi đó. Bạn sẽ là người trải nghiệm cái niềm vui này. Tuy nhiên cái gì quá cũng không tốt. Đừng để bản thân chìm đắm quá nhiều trong những niềm vui. Bởi vì sao? Cuộc đời này công bằng lắm mọi người. Nam châm mà còn có cực bắc cực nam thì cuộc đời không bao giờ có chuyện vui mãi được. Nếu như bạn vui vẻ quá thì những chuyện không tốt sẽ đến với bạn, kiểu giống như giúp cho bạn quay trở về trạng thái cân bằng. Trong thời gian tới nha, đi kèm với những niềm vui là gì? Đó là sự bất ổn trong cảm xúc. Lúc thì bạn vui quá, lúc thì bạn buồn quá, lúc thì bạn sâu sắc, lúc thì bạn ngờ nghệt, kiểu như vậy. Nhưng đường nào bạn cũng cân bằng được thôi. Tại vì sao? Tại vì bạn là người rất giỏi trong vấn đề này mà. Cân bằng giữa vật chất và ý thức, giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần, giữa công việc và tình cảm, giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống ở gia đình. Bạn cân bằng rất giỏi điều này. Bạn giống như là diễn viên xiếc vậy. Cân bằng, cân bằng, cân bằng. Bao nhiêu quả bóng trên tay bạn vẫn có thể cân bằng được. Và mình tin vào năng lực này của bạn. Đặc biệt hãy mong chờ vào lá bài này, là bài về cơ hội tiền tài vật chất. May mắn, sự thịnh vượng sẽ đến bên bạn như tinh thần của tụ bài số 2. Chắc là mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây đi. À, trước khi kết thúc thì chúng ta hãy đặt câu hỏi đi ha. Bạn hãy đặt cho mình câu hỏi trong thời gian 5 giây, mình sẽ lật câu trả lời. Bắt đầu. Rồi, mình sẽ lật câu trả lời. Thiết lập thứ tự ưu tiên. Wow, bạn đặt câu hỏi gì mà có cái yêu cầu gì đây? Thiết lập thứ tự ưu tiên và kiên trì sẽ được đền đáp. Wow, wow. Và xem xét lại cách tiếp cận của bạn. Có khen có chê, có mở màn có kết thúc rõ ràng ha. Từ bài số 2, gà cũng gáy luôn rồi kìa. Rồi, các bạn hãy đặt cho mình một câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này là câu hỏi phụ đi kèm với câu hỏi thứ nhất. Bắt đầu. Rồi, mình sẽ lật câu trả lời. Bạn biết bạn muốn gì? Thổ lộ những điều bạn nghĩ. Dù bạn làm gì, hệ quả cũng lâu dài. Tốt hơn là không kỳ vọng. Không kỳ vọng không có nghĩa là mình không có mong cầu, mà là mình có thực hiện cái điều đó, nhưng mình đừng có kỳ vọng quá nhiều. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất. Đó là tất cả mình, những gì mà mình muốn gửi gắm đến bạn, những người đã lựa chọn tụ bài số 2. Mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Mong cầu chúc bạn nhận được những gì mà bạn mong muốn. Đặc biệt phát tài phát lộc. Cái này là mình mong muốn nhất luôn đấy, cho nên mình gửi lời chúc đến các bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụ bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trả bài cho câu hỏi lần này. Cách người lạ và người quen nhìn nhận về bạn. Hồi nãy ở tụ bài số 1 và tụ bài số 2 trời khá nắng, nhưng mà qua tụ bài số 3 thì trời có vẻ râm bớt hơn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện trả bài nha. Đầu tiên là cách người quen nhìn nhận về bạn, để xem là họ có những cái cách nhìn nhận như thế nào. Cách người quen nhìn nhận về bạn. Sao mà qua tụ bài số 3 gà gáy lớn thế? Wow. Tụ bài số 3 là những tụ bài dám thể hiện con người thật của bạn, không sợ người khác đánh giá. Phải gọi là gì? Không sợ người khác quánh giá. Tụ bài số 3 là tụ bài có tư duy khác biệt, tư duy mở,
tầm nhìn sâu sắc, mới lạ, đa dạng, không giống ai. Bạn là những kẻ lập dị, những người thuộc tiểu số, những người phải nói như thế nào ta? Có thể gọi là người trời đi, tại vì đầu óc của bạn lúc nào còn ở trên trời hết, tưng tưng tưởng tưởng khùng khùng kiểu như vậy đó. Mà không phải là khùng theo kiểu vớ va vớ vẩn đâu nha, mà chỉ là bạn có những cái quan điểm sống nó không giống như phần đông của xã hội, nó mang tính chất tân tiến. Mà môi trường mà bạn đang sống, không phải ai cũng mang suy nghĩ như bạn, không phải ai cũng chấp nhận những cái tư tưởng mới này, những cái tư duy mới lạ, đúng không? Cho nên là khi mà bạn sống thì có một vài trường hợp hơi khó khăn xảy ra. Chẳng hạn như là bạn nói ra những cái quan điểm của bạn mà không có ai hiểu cả, hay là bạn có những cái lập trường sống mà không có ai chấp nhận. Tụi bài số 3 là tụi bài ta nói bạn thích cái gì là bạn làm cái đó. Bạn thích nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng là bạn làm luôn. Bạn thích ăn mặc, phong cách trang phục như thế nào bạn cũng mang luôn. Bạn không có quan tâm người ta nghĩ gì về bạn, bạn cũng không có để tâm rằng là người ta sẽ đánh giá bạn như thế nào. Tại vì sao? Tại vì bạn thích như vậy. Đơn giản là vậy thôi, bạn thích như vậy. Lúc thì bạn trốn vào trong một khu vườn toàn là hoa để bạn tỏa sáng. Lúc thì bạn lại hóa thân thành cô thiếu nữ hiền lành. Lúc thì bạn lại treo ngược bản thân mình dưới gốc cây đây, kiểu này đây, trời ơi là trời. Tư tưởng của bạn cũng vậy, quan điểm sống của bạn cũng vậy, lập trường của bạn cũng vậy, những cái nhận định của bạn cũng vậy. Thành ra bây giờ là người ta chẳng biết bạn là người như thế nào luôn. Người quen mà họ còn không hiểu bạn là ai nữa, mà làm sao mà người lạ người ta biết bạn là ai được. Đó nữa mình sẽ trả về người lạ. Trời ơi là trời, chưa gì mà thấy người quen hơi rối não về bạn rồi ha. Họ sẽ có những cái câu nói như thế này nè: cái đứa này như thế nào ấy, không hiểu được nó, nó sống sao ấy, kiểu như vậy. Mặc dù bạn vẫn có công việc, và công việc này nó đến từ đam mê của bạn. Bạn không thể nào làm một công việc mà nó không đến từ đam mê được. Bạn không thể nào sống với nó được. Thành ra những cái công việc mà bạn làm ở thời điểm bây giờ, cuộc sống của bạn, đam mê của bạn, sở thích của bạn, ngay cả công việc của bạn cũng là do bạn lựa chọn. Bạn thiết lập nó, nó mang đậm dấu ấn của bạn, nó mang đậm phong cách của bạn, không bao giờ trùng khớp với ai, không bao giờ là một phiên bản sao chép của bất kỳ ai trên đời này. Bạn là độc nhất vô nhị, không tìm được phiên bản thứ hai đâu. Và quan trọng đó là bạn làm chủ được cuộc đời của bạn. Ở thời điểm bây giờ khi mà bạn đang coi video của mình, bạn đã sống một cuộc đời mà bạn mong muốn rồi. Nếu như thời điểm trước kia bạn vẫn còn phải thay đổi bản thân để có thể phù hợp với cộng đồng, bạn không sống thật với con người của mình, nhưng mà ở thời điểm bây giờ bạn đã trở thành con người thật sự mà bạn muốn. Bạn thể hiện con người thật của mình, bạn thể hiện những cái suy nghĩ của mình, bạn thể hiện những cái sở thích của bạn. Nó quá gì cũng được, nó kỳ lạ cũng được, nhưng bạn thích nó. Đấy, thể hiện con người thật của mình này, phơi bày ra cho cả thế giới này biết tôi là ai. Đó chính là bạn ở thời điểm bây giờ. Một phiên bản tự tin, tự do, tự do tự lo. Còn người lạ, người lạ họ sẽ có những cách nhìn nhận gì về bạn đây? Ôi cha, hơi đơn độc ta. Chắc là do bạn dành thời gian cho bản thân mình nhiều quá, cho nên có vẻ bạn không có kết nối nhiều với xã hội. Bạn chỉ cho mình một vài mối quan hệ tâm đắc. Bạn dành thời gian yêu thương bản thân mình nhiều hơn là thời gian hướng ra ngoài cộng đồng để yêu thương mọi người. Nghe nó có vẻ hơi ích kỷ nhưng mà không phải. Tại vì sao? Tại vì như thế này nè. Tụ bài số 3 là tụ bài sâu sắc. Đối với mình là sâu sắc. Bạn đơn giản hóa tất cả mọi thứ ở bên ngoài, những cái hình thức, trang phục, kiểu tóc, bạn đơn giản hóa hết tất cả. Để vì sao? Để bạn đi về bên sông, bạn tiến vào bên trong, bạn hiểu rõ hơn về con người của mình. Bạn dành thời gian để yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bạn dành thời gian để xóa nhòa đi những cái vết thương, những cái gì còn tồn đọng ở quá khứ, những cái cảm xúc rối loạn, những cái tổn thương mà người khác gây ra cho bạn. Bạn xóa bỏ nó, bạn chữa lành nó, bạn chắp vá lại nó để cho nó bình thường. Bạn lựa chọn kỹ càng hơn những mối quan hệ xung quanh bạn. Những mối quan hệ nào bạn coi là trân quý thì bạn sẽ giữ lại. Những mối quan hệ nào bạn cảm thấy không phù hợp thì bạn sẽ cho nó là mối quan hệ xã giao. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Và điều quan trọng là gì? Nhìn bề ngoài bạn có vẻ tùy hứng như vậy, người quen họ nhìn bạn, họ thấy bạn là một con người kỳ lạ, đúng không? Chắc hẳn bạn không có bận tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác đâu. Nhưng mà thật ra bạn cũng có bận tâm nha. Con người chúng ta mà cứ đâu phải cái khùng cái điên gì đâu mà không bận tâm, đúng không? Người ta nói bạn vẫn nghe mà. Và quan trọng là gì? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, bạn vẫn hiểu những gì người ta nói. Những lời nói của họ mang tính chất khen hay chê bạn đều biết hết, bạn đều nhìn rõ hết. Nhưng quan trọng là bạn không có quan tâm.
bạn không quan tâm nhưng bạn để tâm, và sẽ âm thầm trừ điểm họ. Như thế này nè, tụ bài số 3 là tụ bài mà trong đầu bạn có một cái hệ thống. Ví dụ bạn nhìn người kia, bạn sẽ cho mỗi người là 3 điểm, tất cả đều 3 điểm hết. Cứ mỗi lần họ làm sai một cái điều gì đó, hoặc họ có một cái điểm gì đó phật lòng bạn, không vừa ý bạn, bạn sẽ trừ một điểm. Khi nào bạn trừ người ta hết điểm thì bạn sẽ không muốn liên hệ với người ta nữa, không muốn cho họ bước vào vòng tròn quan hệ với bạn nữa. Mà khi người ta âm điểm á, là bạn cự tuyệt người ta luôn, đoạn tuyệt quan hệ luôn. Những cái như là mấy cái trò chơi hệ thống á, đó. Mỗi lần bạn gặp người ta, bạn sẽ gặp bất kỳ ai cũng vậy, người lạ cũng vậy, người quen cũng vậy, bạn sẽ cho họ một cái mức thăng điểm, và từ từ họ sẽ cộng điểm hoặc trừ điểm nếu như bạn muốn, dựa trên tiêu chí của bạn. Tụ bài số 3 là tụ bài thú vị đối với mình. Nếu như tụ bài số 2 là tụ bài khiến cho mình thích bởi tính cách của họ, thì tụ bài số 3 là tụ bài khiến cho mình cảm thấy thú vị bởi góc nhìn nhận của bạn. Bạn là cái gì ta? Nếu như tụ bài số 2 là bầu trời, thì tụ bài số 3 là mặt đất. Bầu trời chỉ có một màu thôi. Khi nào có thời tiết thiên tai thì nó sẽ đổi màu khác. Nhưng bạn, mặt đất có vô vàn thứ. Nước, đá, đất, cây cối, công trình, động vật, con người, côn trùng. Nhiều đúng không? Rất nhiều. Ở trên mặt đất có vô vàn thứ. Và bạn chính là mặt đất. Bởi vì bạn có vô vàn trạng thái khác nhau. Bạn có thể trở thành bất kỳ ai mà bạn muốn. Một cô bé hiền lành. Một thằng nhóc tinh nghịch. Một chàng trai nhiệt huyết. Một quý cô sang chẳng kiêu kỳ. Một lão già trải đời. Một đứa bé. Một đứa bé không biết gì hết. Bạn có thể hóa thành bất kỳ trạng thái nào mà bạn muốn. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không là ai. Bạn không cố định bản thân mình trong một khuôn mẫu nhất định. Bạn luôn không ngừng thử thách bản thân mình ở những trạng thái mới, ở những tính cách mới, ở những cái gì đó mới. Cơ thể của bạn chỉ là lớp vỏ bọc thôi. Và cái đặc sắc nhất đó chính là linh hồn của bạn. Là những cái gì tồn tại bên trong, là những cái gì không sờ nắm được. Mà bởi vì nó không sờ nắm được cho nên nó có thể hóa thân thành bất kỳ cái gì mà nó muốn. Và bạn sử dụng cơ thể bên ngoài, bạn sử dụng những bức tranh bạn vẽ, bạn sử dụng những đam mê, những cái sở thích của bạn để biểu lộ ra cảm xúc của bạn, để biểu lộ ra những cái trạng thái suy nghĩ của bạn. Giống như cách mà những họa sĩ vẽ lên những bức tranh nên thơ của mình vậy. Cho dù cùng một chủ đề nhưng mà 10 người họa sĩ sẽ tự vẽ cho bản thân mình 10 bức tranh khác nhau. Và mỗi bức tranh nó sẽ mang đậm dấu ấn của họ. Tôi sẽ trả cho bạn một trải bài như thế này. Sự phát triển của bạn trong tương lai. Là tình yêu hả? Ở đây có ai yêu chưa ta? Trời chết rồi. Trời ơi. Thế này nè, có ai đang yêu chưa? Mình hỏi thiệt đấy. Tại vì sao? Tại vì trải bài này nó đậm đặc cái mùi tình yêu luôn đấy mọi người. Những người chưa yêu, các bạn sẽ bước vào một mối quan hệ tình yêu với một ai đó. Và người này sẽ là người đóng vai trò trụ cột gia đình. Tính nam, nổi trội của tính nam. Người này thiên về tính nam mạnh mẽ. Và bạn là người quyết định bản thân mình sẽ đi con đường như thế nào. Những người đang trong mối quan hệ của các bạn sẽ được thiết lập. Ví dụ, hai người đang yêu nhau, sau này sẽ cưới nhau. Và hai người sẽ có một cuộc sống, nhưng sự lựa chọn thuộc về bạn. Những người đã lập gia đình, đã kết hôn rồi, thì tình yêu của các bạn sẽ mặn nồng hơn. Tuy nhiên, bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Và người kia cũng vậy, cả hai cần phải có thời gian nhiều hơn để hỗ trợ nhau, để cùng nhau vun đắp lên gia đình hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì có lá của việc quán xuyến gia đình ở đây. Và có lá của việc hành động. Có nghĩa là sao? Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận về gia đình. Hãy có những cái hành động thực tế, hãy có những cái cử chỉ gì đó để thể hiện rằng mình đang quan tâm gia đình của mình. Kể cả bạn lẫn người kia, người chồng hay người vợ của bạn. Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là những người chưa yêu. Tại vì sao? Tại vì mình đang tò mò. Tôi coi, ủa mấy người chưa yêu, những ai đang độc thân ở tụ bài này giơ tay lên coi.
Mình cũng đang giơ tay nè, nhưng mà chưa chắc gì mình đã lựa chọn tụ bài số 3 đâu. Những người đang độc thân, sẵn sàng đi, sửa soạn áo quần tươm tất đẹp đẽ đi. Tình yêu đến rồi đó, mình nói thật, tình yêu đến rồi đó. Và cái người kia sẽ là mảnh ghép hoàn hảo đối với bạn. Cho dù người kia là nam hay nữ, nhưng cái tính bên trong của họ nó vẫn trội về tính nam hơn. Đó là gì? Đó là một cái sức mạnh liên quan đến sự vững chắc, quán xuyến được gia đình. Có một chút tự lập ở đây, độc lập, mạnh mẽ. Bạn sẽ trải qua khá nhiều khó khăn để có thể cua được người này, để có thể quen được người này. Thôi kệ, tương lai như thế nào thì cứ từ từ để mọi thứ nó lo. Nhưng mà quan trọng là gì? Tình yêu định mệnh mà, làm sao mà né được, đúng không? Trừ khi bạn chấp nhận buông tay, còn nếu như bạn cố chấp thì bạn vẫn sẽ có được tình yêu này thôi. Quan trọng là bạn như thế nào kìa. Để mình trả cho bạn một câu hỏi đi. Bạn hãy đặt cho mình một câu hỏi, 5 giây mình sẽ cho bạn câu trả lời. Bắt đầu nhé. Câu trả lời: đừng để ý kiến của người khác ảnh hưởng. Và cái giá phải nhận sẽ đắt. Ôi trời má ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Và rủi ro rất có thể xảy ra. Bạn thấy ba cái câu khác ráp lại nó khớp không mọi người? Đừng để người khác ảnh hưởng đến bạn, cái giá sẽ trả rất là đắt. Rồi cái gì nữa? Cái câu cuối là cái gì? Cái câu cuối là cái gì? Quên rồi. Cái câu cuối là cái gì hè? Chắc bạn nhớ chứ mình không nhớ rồi đó. Nói chung là ba cái câu đó nó cực kỳ khớp với nhau luôn ấy, đọc nó ra thành một đoạn luôn. Trời ơi. Các bạn đặt ra câu hỏi gì vậy? Thôi kệ, đặt câu hỏi thứ hai đi. Câu hỏi thứ hai sẽ là một câu hỏi đi kèm với câu hỏi thứ nhất. Nó sẽ liên quan đến câu hỏi thứ nhất. Bắt đầu. Rồi, mình sẽ lật nha. Đừng đánh giá thấp bản thân. Lắng nghe cẩn thận và bạn sẽ có câu trả lời. Cứ tin vào trực giác. Ý. Rồi các bạn đặt câu hỏi gì vậy ta? Sao nghe nó liên kết dữ vậy? Thôi chắc là mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây đi. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xanh Thúy. Và mong rằng trả bài lần này của mình sẽ khiến cho bạn vui, đặc biệt là đối với những người đang trong tình yêu. Mong rằng các bạn sẽ về chung một nhà. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xanh Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.